Bao luyện bọn em sơn lôi muốn trao cho anh một tỷ đá bên. Tâm lý là rất thoải mái khi mà anh đã là người đã ghi được 2 bàn rồi. Khắc Kiên, điều gì là không có bất kỳ một sai sót nào trong thời điểm mà không có một chút áp lực nào dành cho Khắc Kiên. Tỷ số được nâng lên 4-2. Xin chào anh em đã trở lại với channel của mình. Sút penalty khó hay là dễ? Dễ là bởi vì khoảng cách sút rất là gần. Tuy nhiên, khó là bởi vì tâm lý của cầu thủ sẽ bị đè nặng do tính chất của từng trận đấu. Đầu tiên thì chúng ta cùng tìm hiểu về lịch sử của cú sút penalty. Quả phạt đền penalty có nguồn gốc từ ngày 14 tháng 2 năm 1891. Ở phút cuối cùng của trận tứ kết cúp FA giữa North County và Stoke City, khi một hậu vệ của County dùng tay cản phá một cú sút của đối thủ ngay trên vạch vôi, Stoke được hưởng một quả phạt đền trực tiếp chỉ cách khung thành vài centimet. Và thủ môn đứng ngay trước bóng, hoàn toàn hợp lệ vào thời điểm đó. Cầu thủ Stoke không thể làm gì khác hơn là đá thẳng vào thủ môn và chứng kiến cú sút của mình bị chặn lại một cách hiển nhiên và có phần hài hước nữa. Tại cuộc họp sau đó của ban lãnh đạo Hiệp hội bóng đá quốc tế Glasgow vào ngày 2 tháng 6 1981, một đề xuất về luật đá phạt đền mới đã được Liên đoàn bóng đá Iceland đưa ra. Đề nghị đã được chấp thuận và từ đó mở ra một kỷ nguyên mới của bóng đá với những pha penalty kẻ khóc người cười trên khắp thế giới. Bắt đầu luật quy định các cầu thủ có thể thực hiện phạt đền từ bất kỳ điểm nào trên đường biên ngang 12 ra, có nghĩa 11 mét, và thủ môn có thể lên ít nhất 6 ra, 5,5 mét để chặn bóng. Tuy nhiên theo thời gian, quy định đã được điều chỉnh và hoàn thiện để trở thành như ngày nay, khoảng cách 11 mét đối với sân 11. Tuy nhiên đối với những sân phủ 5 hoặc 7 người như hiện nay thì khoảng cách sẽ gần hơn. Vậy thì làm thế nào để có thể sút penalty chính xác và hiệu quả nhất? Hãy theo dõi hết video này. Sau đây là một vài chia sẻ kinh nghiệm của mình để làm sao sút penalty đơn giản chính xác nhất. Cách đầu tiên mình chia sẻ đó là sút bằng mu chính diện. Mình sẽ lấy đà gần như sút cửa lòng, đứng chắc sang một bên và mình sẽ nhìn tập trung vào một góc bất kỳ của khung thành, rồi sau đó lấy đà chạy thật nhanh và úp mu thật căng vào giữa khung thành để đánh lừa đối thủ. Cú sút này thường đi với lực rất căng, nhưng nếu thủ môn mà lì lợm mà không chịu đủ người thì sẽ không hiệu quả đâu nha anh em. Cách sút thứ hai là sút cửa lòng. Mình sẽ lấy đà thẳng so với hướng sút để cho thủ môn lầm tưởng rằng mình sẽ sút bóng bằng mu, rồi sau đó chạy chậm rãi từ bóng như một góc và đá góc còn lại. Cách sút thứ ba, Panenka. Panenka này đòi hỏi chúng ta phải có một tâm lý thật sự vững vàng để có thể thực hiện cú sút. Đây là cú sút đòi hỏi sự tự tin, kỹ thuật cá nhân, tâm lý vững vàng mới có thể thực hiện được. Lấy đà xa như sút mu chí diện, nhìn thẳng vào một góc bất kỳ, thật tập trung, rồi sau đó thực hiện cú sút Panenka bấm bóng. Chân của chúng ta sẽ quét ở phần dưới cùng của tâm trái bóng. Điểm tiếp xúc chân là phần trên của mu. Bàn chân của chúng ta sẽ đi song song với mặt đất, hơi quẹt xuống mặt sân. Chân sẽ miết nhẹ mặt cỏ để bóng có thể bay bổng lên khỏi mặt đất khi thủ môn đã đổ người về một hướng. Và cách cuối cùng này là cách hiệu quả nhất mà mình tập luyện để sử dụng vào sút penalty. Đó là sút vào góc chết. Khung thành sẽ có 4 góc chết, 2 trên và 2 dưới. Những cú sút này đòi hỏi sự luyện tập lâu dài để có thể đưa bóng đi chính xác và đủ lực vào góc chết. Đây là cách hiệu quả nhất để sút penalty, nhưng kèm theo đó phải có tâm lý thật vững vàng và bản lĩnh. Vừa rồi là những chia sẻ của mình về cách làm thế nào để có thể sút penalty hiệu quả nhất.
hãy đem bóng ra sân và tập luyện mỗi ngày. Đừng quên like, share cũng như đăng ký kênh để ủng hộ mình. Đón chờ những video tiếp theo hoàn toàn của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.